Quý khách hàng đang tìm nhà tại trung tâm Hà Đông, tìm nhà tại phường Mộ Lao thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với căn nhà dân gửi bán không có nhu cầu ở cho nên chuyển đổi và nhớ bên nhà tốt bán với căn nhà diện tích 42m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng chắc chắn, độc lập duy nhất một căn, thiết kế hợp lý vô cùng. Và với cái vị trí phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì gần như là trung tâm của quận Hà Đông. Đi có mấy bước chân là ra tới cầu đen, cầu trắng, gần với trung tâm hành chính quận, gần với các bệnh viện lớn, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đi lại giao thông thuận tiện, gần với các trường đại học lớn như trường Đại học An ninh Nhân dân, trường Học viện Bưu chính Viễn thông, nói chung là đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, quý vị đi làm ở Trường Chinh ngã tư Sở Đống Đa và đi làm ở trên phố. Với căn nhà này thì quý vị theo đúng như hiện trạng có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà được luôn, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ trước nhà 2m, một xe máy, một xe ba gác tránh nhau thoải mái, cách với đường ô tô đi lại 50m. Và với căn nhà này thì vị trí cụ thể của nó là thuộc đường Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông quý vị nha, đi lại thuận tiện. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ, với hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người nha. Căn nhà thiết kế 42m2, tầng 1, đây là khu vực Ngọc Ánh đang đứng, phần để xe riêng, xe máy riêng quý vị ạ. Và cách với lại bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái khoảng tầm 5 đến 70m thôi. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, với chủ nhà để lại quý vị một bộ bàn ghế. Đồng thời thì đây là kệ để tivi. Căn nhà này thì cũng có sơn sửa lại để bán. Đấy, cho nên là Ngọc Ánh, nên là quý vị nhìn ở trên video nào nó còn tương đối là mới. Chủ nhà có sơn lại và sửa lại, ốp thêm trần thạch cao. Trước kia thì không có trần thạch cao, bây giờ là ốp thêm trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà mọi người nha. Và mời quý vị theo em vào khám phá phần phòng bếp. Với không gian phòng bếp cũng rất là thoáng và đẹp. Với phần phòng bếp, chủ nhà để cho mình một bộ bàn ăn, đồng thời tủ bếp cũng thiết kế lại tương đối là hợp lý. Tủ bếp thì thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Quan trọng vị trí đi lại, hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích thì 42m. Công năng sử dụng thì quý vị theo dõi từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Lúc nào căn nhà nào Ngọc Ánh cũng quay review chuẩn chỉnh nhất từ tầng 1 cho tới lên các tầng để quý vị có thể tham khảo. Đây là khu vực để tủ lạnh. Ở đây có thể đặt một chiếc tủ lạnh side by side rất rộng mọi người nha. Đó. Và phần không gian phòng khách cũng rộng, phòng bếp cũng rộng, diện tích của nó là ok. Đi lại ra trung tâm rất là gần. Căn nhà này thì nếu như tính từ vị trí của nó đi ra chợ Hà Đông cũng gần. Nói chung với vị trí ngôi nhà này thì không phải bàn cãi nữa. Tuy nhiên thì cái giá bán của nó là hơn 6 tỷ một chút, em sẽ để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Tại sao quý vị bảo là không đọc luôn, nhưng có thể là sau một tuần giá có thể thay đổi, sau nửa tháng giá có thể thay đổi. Tại thời điểm đấy thì em sẽ sửa giá cho nó dễ nhất nha mọi người. Không có đến lúc quay, ví dụ ngày mùng 1 quay mà báo giá 6 tỷ nhưng mà ngày mùng 2 quay chủ nhà giảm giá xuống 5 tỷ 9 chẳng hạn thì là nó khó đúng không? Đây là một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhé. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng. Đây là phần tầng 2. Chủ nhà cũng thiết kế nội thất giường tủ cho quý vị. Đó, cửa sổ thông thoáng. Giường thì 1m8, 2m. Tủ gỗ thì thiết kế lên trên tới tận trần. Ở dưới chân Ngọc Ánh là thiết kế sàn gỗ. Đây. Tủ quần áo đây. Nói chung là đúng như hiện trạng căn nhà này, sáng mua chiều dọn đồ về ở. Tất cả các cửa thông phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Đó. Sàn gỗ sử dụng cho hai phòng ngủ. Đây là phần phòng ngủ phía bên ngoài. Thông thoáng. Cũng giường tủ chủ nhà lắp đặt đầy đủ, rồi là cửa sổ hai lớp, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ. Đây, căn nhà này thiết kế ban công rất là thoáng,
Hướng nhà là hướng Tây Nam, tuy nhiên nó nằm ở trong mặt ngõ trên phố thì thực tế luôn là đằng trước là có nhà chắn rồi cho nên nó không bị nắng mọi người nha. Nói chung nhà có sao đám sẽ quay và review cho quý vị như vậy. Rồi là phòng vệ sinh ở tầng 2 sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh đầy đủ lavabo, gương tắm, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu đầy đủ cho quý vị. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà tầng tiếp theo nhé. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng. 4 phòng ngủ quý vị nhé. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng thông thoáng tự nhiên, phòng nào chủ nhà cũng thiết kế nội thất cho quý vị, giường, tủ, cửa sổ đấy. Tầng 2, tầng 3 thì là có ban công thực tế như thế này. Mở ra vào trong không gian phòng rất là thoáng. Phòng ốc khi mà đã thiết kế giường tủ rồi vẫn còn không gian nhỏ, nếu như nhà nào có trẻ con vẫn sử dụng thêm được thoải mái vô tư quý vị nha. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được chủ nhà thiết kế và lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết. Tầng 3, tầng 4 đều thiết kế sàn gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng cho như nhau, thiết kế tương đương giống hệt tầng 2. Nói chung tầng 2, tầng 3 là thiết kế giống nhau. Rồi là phòng vệ sinh thì có đầy đủ hệ thống quạt hút mùi ra phía bên cầu thang đây quý vị nha. Đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 3. Cửa sổ thông thoáng. Nói chung nhà cũ, tuy nhiên thì chủ nhà cũng có sửa đổi lại, nhìn nó cũng còn tương đối là mới, xây dựng chắc chắn. Đó. Quý vị nào mà không thích nhà đầu tư thương mại xây thì quý vị có thể tham khảo ngôi nhà như thế này. Và mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng để khám phá xem ngôi nhà 4 tầng này thiết kế công năng có sử dụng hài hòa hợp lý với quý vị hay không. Vâng, ông Anh đang đứng tại tầng 4 của ngôi nhà với một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang. Căn nhà này 4 tầng, chủ nhà đổ tròn 4 mái cho quý vị. Đó. Với thiết kế ở đây cho quý vị là một phòng vệ sinh, nếu như quý vị có nhu cầu sử dụng thì quý vị lắp, còn không thì chủ nhà hiện tại chỉ để như thế này thôi, bán theo hiện trạng. Một phòng riêng ở trên này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn nhà như thế nào thì em sẽ quay review cho quý vị chuẩn là như vậy. Còn lại là sân phơi của ngôi nhà, sân phơi tương đối rộng thoáng. Đây. Đây mọi người ạ, sân phơi đây. Nói chung với vị trí ngôi nhà này thì đi lại quá là thuận tiện. Quan trọng là cái tầm tài chính nó phù hợp với quý vị và cái cung đường đi lại quý vị cảm thấy phù hợp với lại cá nhân, gia đình, con cái mình. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và lựa chọn cho mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.